Thuế dịch vụ số là tên gọi của loại thuế mới sắp được khai sinh nhằm vào doanh thu từ việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên mạng như của Facebook, Google, YouTube hay Uber. Hiện thuế mới vẫn đang trong quá trình xây dựng và sẽ được đưa ra thảo luận và lấy ý kiến trong tháng 5 tới để có thể áp dụng từ đầu năm sau. Bởi vì nền kinh tế toàn cầu đang càng ngày càng được kỹ thuật số hóa nên hệ thống thuế hiện tại đã không bắt kịp được với những thay đổi này. 2,7 tỷ đô la Mỹ là giá trị của các dịch vụ xuyên biên giới tại New Zealand theo ước tính của chính phủ nước này. Như vậy, những công ty số hóa cao như các doanh nghiệp cung cấp mạng truyền thông xã hội, nền tảng giao dịch và quảng cáo trực tuyến hiện đang tha hồ kiếm tiền từ người tiêu dùng New Zealand, nhưng lại không hề phải bỏ lại một đồng thuế thu nhập nào. Điều đó là không công bằng, và chúng tôi quyết tâm sẽ làm gì đó trong việc này. Bước đi nhằm đảm bảo các công ty đa quốc gia sẽ phải trả phần thuế công bằng, dự kiến sẽ thu về từ 30 đến 80 triệu đô la New Zealand tiền thuế mỗi năm, nếu mức áp thuế là 2 đến 3% doanh thu. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đang cố gắng tìm kiếm một giải pháp chung được quốc tế chấp thuận để đưa kinh tế số vào các khuôn khổ thuế. Tuy nhiên, công việc này hiện đang diễn ra chậm do chưa nhận được sự đồng thuận của Mỹ và Trung Quốc, hai cái nôi công nghệ lớn trên thế giới. Và trong khi chờ đợi một giải pháp chung, New Zealand và các nước khác như Australia, Anh và Liên minh châu Âu đang tìm cách thực hiện các biện pháp đánh thuế tạm thời.